Giờ mọi người đi tát cá nè cô chú anh chị ơi. Ủa sao bữa nay không có tràn nước ra ta? Biết sao mà anh hỏi dép rau em nói cho nghe. Anh sợ bị chụp ếch. Em bảo đảm mai anh Tiến anh đỏ tới vài tháng nè. Giờ nó mát quá này nhảy lên, mình mát quá mình nhảy xuống đi. Thôi, ở trong đây có một bầy cá lồng rồng với hai con cá lóc nha. Cá gì đó nha, cá lóc bự á. Cá lóc bự lắm. Cá lóc bự á. Nghe anh nói là biết bự cỡ nào rồi. Mình thấy vậy nha, cô chú đừng có bước lên nha. Phải để bước lên lỏng bước liền anh. Đâu, đi bên là thử. Anh đang thử đi bên. Gà không có anh. Té xuống không sao, nhưng có đều á là 150 mũi á. Đó, mình bước chúng ta là cái gì nha cô chú. Hiện tại là hết mưa nhưng mà vẫn còn ướt nha. Nè cây súng hả? Cây súng. Súng gì anh? Thằng Minh ở Đồng Tháp mà, quê hương có đồng cấp 10 mà. Ủa ai dùng cái đó vô rồi ta? Bà con cô bác nào có dịp mà đến dưới tập phim của mình chị mới thông thể dắt bà con vô khu du lịch sinh thái đứng hàng thứ 3 cả nước nghe quý chị. Thôi khu du lịch sinh thái của anh là đứng hàng thứ 3 cả nước luôn nghe. Thứ nhất là ai anh? Để em biết em đi. Thứ nhất á, vườn quốc gia Tràm Chim đó. Thứ nhất kìa, vườn quốc gia Tràm Chim thì hình như là Vịnh Hạ Long gì á. Vịnh Hạ Long thứ hai. Thứ hai á, Động Phong Nha. Cái gì? Động Phong Nha. Động Phong Nha, khu vực sinh thái nha. Tự nhiên khu vực là sinh thái mà. Còn Bắc Bình á, nhưng mà không bằng chỗ nào bằng Càng Một còn năm nay chắc. Ủa nói hồi mưa sao đội nó lại nghe ấm anh vui nữa, tự nhiên giờ tạnh mưa đi đâu mất tiêu. Thôi giờ quay trở lại mộ cậu đi, tự nhiên cái hồi nãy mưa thì ở lại mà giờ tự nhiên hết mưa đi đâu hết trơn rồi, tự nhiên giờ mưa đi đâu hết trơn luôn. Ôi hồi nãy gió quá trời nè, cây rụng lá rụng quá trời. Rất là vui nha cô chú anh chị, hiện giờ đang đứng ở bên phía cái ao. Đó. Cái ao trước mộ cậu Nam. Bây giờ Tiên sẽ đi vào mộ của cậu Nam để cho cô chú theo dõi nha. Thì nãy giờ mưa thì cũng ôi hai con lân ngày mai chắc phải tắm nữa cô chú anh chị ơi. Bây giờ mưa riết ướt văng hết rồi. Mưa lớn lắm. Thì hồi sớm thì Tiên cũng có chia sẻ với cô chú anh chị á, thì cũng có một cái công ty sữa Alpha Libit thì cũng có đến đây để cúng sữa đó cho cậu Năm đó. Sau khi viếng thì mấy chị cũng có cầm về để mà hưởng cái lộc của cậu đó cô chú anh chị, để mong là sẽ mua may bán đất đó, và cũng mong là sẽ đem lại một cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Đó, nước tạt ướt hết rồi cô chú anh chị ơi. Hiện tại thì mộ của cậu trên cái bàn của cậu nè đó, cũng như là nước đầy trên cái mộ cậu luôn. Hả? Lo anh mua 2 năm rồi muối nữa. Sướng hết cái đít rồi. Cái đít ta lô á. Cái lô anh. Ủa, hả? Lô rồi. Ôi, anh cho anh mang. Anh có thử tiền giấy không? Không. Ủa hồi nãy anh lên nhà chợ thấy có mua nhiều mà anh yêu. Mua nhiều mới tạt, anh ngồi không được, anh xuống toilet á.
Anh xuống toilet luôn hả? Anh đi kia ngồi được đâu mưa đấy, không tạt hết. Ở đây mình nói phải hay ha. Toilet của Hoa Viên là sạch hơn nhà luôn. Gặp đúng rồi. Anh tắm 10 điểm mà. Dữ dằn không nha. Đúng rồi, tại cô làm á, cô làm sạch lắm, trước khi về là cô làm. Là bố đi luôn á, bố đi là ngồi trên đó nó tạt quá. Hai ông là Hoa Viên luôn á. Mưa quá, buộc phải xuống toilet ngồi đó. Cái mưa to đó. Toilet là yên tâm đúng không? Yên tâm luôn á, ngồi vô tư luôn á. Trời ơi mát mẻ có quạt nữa. Không tho nữa. Có giấy mình lau nữa. Có cái cây dứa anh, cái lá dứa người ta để cho nó thơm á. Cái mình muốn đi mình đi luôn. 9 điểm đó là biết rồi đó, rất là sạch sẽ có chú. 8.10 điểm luôn. 8.9 điểm. 8.10 điểm luôn. Còn cái đèn tắt anh Ngọc ơi. Rất là sạch sẽ mà ngon lành nữa cô chú. Còn chấm chui được cái đó đó. Cái gì đúng rồi mà chấm đúng. Có quạt gió nữa. Có quạt gió nữa, có quạt gió đó. Hình như quạt gió là quạt lên 4 chứ là 4 luôn. Quạt tới tối luôn cũng quạt luôn. Vậy bữa nào mình ngủ toilet thử cửa thôi. Thì nhớ là ngày đầu tiên không? Ai cho bảo vệ vô nắm đầu lôi ra đó. Cho thằng chú tiểu đi chú cái đi. Ai biết theo quay không? Bảo vệ vô đầu chứ. Ai gặp được fan đi vô các cái đó. Xếp hàng đi em chụp tấm làm kỷ niệm. Cái ngày đầu tiên không? Nó sạch mà. Đó. Chỗ cái kiến để soi kiến. Sao anh quay để nếp toilet sạch có chút la rồi em quá quay luôn. Ngủ toilet đã lắm hả? Anh từng ngủ rồi hả? Không có ngủ mà trốn á. Ngủ trốn. À vậy hồi đó chứ anh là bảo vệ anh hay ngủ toilet đúng không? Đó, em đoán ra mà. Là bố vệ ngủ toilet hả? Ừ. Nhân kiến sống ha, là đúng, bố vệ ngủ toilet. Nói chung là vậy nè, khi mà làm công ty á, là cũng hay là vô đó nằm ngủ. Nhắc đi, mình nói đi cái vấn đề vệ sinh hơn chút đi. Cái vấn đề mất vệ sinh quá. Khi mình đi bước cỏ mình đã nói. Mình đi bước cỏ. Ồ, ngày xưa cô giáo dạy đi hay ho mà. Hay ho bước cỏ. Ủa sao giờ có người nói đi bỏ phiếu anh? Bây giờ mỗi cậu còn lại là hai hoàng bố sáu tám mạnh viên rồi một cậu bây giờ là còn sáu mạnh viên khách cuối cùng nha. Cái này bên cái khâu này của anh Ngọc nha. Anh Ngọc câu xử lý ánh sáng. Thôi xử lý anh xe. Nhưng mà mọi người có để ý không? Đang xử lý lúc anh. Có để ý cái gì không? Lạ không? Gì anh? Mà từ lúc mưa tới giờ chưa ai vô á. Nói vậy có điện nói chứ đúng không? Ý là khách vô đây đó, khán giả đó. Anh đi hỏi vô đâu nữa. Mình mà anh sẽ làm nha, chứ đụng mà thứ bảy chủ nhật là vẫn có khách đến nha. Đúng rồi. Mình đang nói giờ này nè. Ừ. Giờ này có 8 vị khách ở đây còn. Ê mà nãy mưa xong rồi là có người tới nha. Đúng không? Đố mấy anh là ai? Rồi, mưa. Rồi, thôi thì tiên kết thúc cái clip nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha. Và nhớ đăng ký kênh cũng như là like để hiện tiên ra những cái video mới nha.